Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ohay. Hôm nay Ohay sẽ chia sẻ với các bạn cách tạo phụ đề trực tiếp lên trên cái YouTube của các bạn luôn. Các bạn biết đó, thì theo thống kê mới nhất là cái tình hình dân số của Việt Nam nó khoảng 96 triệu người, và tính luôn cả cái cộng đồng người Việt trên khắp cái đất nước trên thế giới này thì nó chiếm 1.3% thôi so với dân số của thế giới. Do đó mà bạn biết đó, ngôn ngữ tiếng Việt thì cũng chỉ có người Việt của chúng ta có thể nghe và hiểu được. Như vậy, khi mà chúng ta làm video lên YouTube thì chỉ có người Việt của chúng ta xem thôi. Để thêm các đối tượng xem video thì chúng ta cần cung cấp thêm các phụ đề để tiếp cận thêm nhiều người xem. Đặc biệt là các bạn làm YouTube để kiếm tiền đó, thì sẽ có nhiều lượt view, và nhiều lượt view thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn ha. Chính vì vậy mà cô hay chia sẻ với các bạn, nhất là các bạn mà YouTuber đó, cách tạo phụ đề đơn giản nhất từ ngay chính trên cái kênh YouTube của mình luôn. Cách làm nó như thế nào, các bạn cùng với cô hay theo dõi nha. Tiếp theo là các bạn vào kênh YouTube của các bạn nha. Ohay cũng vào kênh YouTube của Ohay luôn. Bạn vào cái icon kênh của các bạn nha. Bạn vào YouTube Studio. Bạn nhìn bên tay trái có video nè, bạn vào video nha. Các danh sách video của các bạn đây. Bây giờ mình cũng chọn một cái video của mình để mình làm demo. Bạn vào, tôi chọn cái video này để mình edit video ha. Bạn vào đây. Kế bên cái hình video nó có cây bút là edit video đó các bạn. Rồi bạn xem thử nè, cái video này chưa có phụ đề nè. Đó, chưa có phụ đề các bạn ha. Bây giờ mình quay lại cái video này để edit nha. Bạn vào subtitle nè, là phụ đề đó các bạn. Là cái video này có ngôn ngữ là tiếng Việt nè, đã xuất bản rồi, còn phụ đề là chưa có. Ở đây add subtitle. Nếu mà bạn có cái subtitle có sẵn thì bạn sẽ upload cái file subtitle vào đây. Còn bây giờ mình chưa có cái file phụ đề thì mình tạo mới nha các bạn. Create new subtitle nè. YouTube nó đã có sẵn cho mình cái phụ đề, và nó có luôn cái time, cái thời gian của cái từng cái đoạn phụ đề luôn rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ kiểm tra lại. Bạn vào đây để bạn nghe lại cái giọng đọc của mình, và đồng thời đối chiếu lại với lại cái phụ đề của nó. Các bạn biết đó, cái này nó dùng cái công nghệ trí tuệ nhân tạo, nó dịch từ giọng nói sang ngôn ngữ viết á, tức có nghĩa là từ speech to text đó các bạn. Thì cái giọng đọc của mình thì có thể là nó còn chưa chuẩn, cho nên khi mà nó dịch ra ngôn ngữ viết á thì nó không có chính xác lắm, cho nên mình phải dò lại từng câu như vậy để điều chỉnh lại ha. Thí dụ như là các bạn nhấp vào đây để các bạn nghe lại. Đó, và mình kiểm tra xem ở bên đây nó đúng chưa, nếu chưa đúng thì các bạn chỉnh lại. Mà thường thì nó cũng không có đúng đâu nha các bạn. Thí dụ như là mình đây, mình chào các bạn đến với kênh Ohay, thì đây là anh mất chào bạn đang xem kênh Ohay của mình nha. Thì do đó là các bạn thấy là nó không có chính xác, các bạn phải chỉnh lại nha. Đó, như vậy là xong một câu ha. Các bạn sẽ dò từng câu nha các bạn.
Các bạn dò tới câu tiếp theo, từng câu như vậy. Khi mà chuẩn hết rồi thì tôi ví dụ như cái này nó đã chuẩn hết rồi thì các bạn cho nó xuất bản thôi. Rất là dễ, rất là nhanh, nó là tự động hết đó các bạn. Đây tôi bút là tôi làm bút đít luôn nè. À, bây giờ mình sẽ quay lại với cái kênh, với cái video đó trên kênh nha. Tải lại nha. Đó. Ở đây mình thấy các bạn thấy là ha, nó đã có xuất hiện cái phụ đề, đồng thời cái chữ CC này các bạn là phụ đề đó. Khi mà người nước ngoài á, người ta vào xem cái video mình, người ta chẳng biết mình nói cái gì hết. Và khi mà người ta thấy cái phụ đề này, người ta sẽ chuyển sang phụ đề bằng ngôn ngữ của họ. Thì vào đây nè các bạn. Subtitle ở đây là Việt Nam Mi. Nhấn vào đây. À, và nó đưa ra auto translate là dịch tự động nè. Thì ở đây nó có rất là nhiều ngôn ngữ để mà mình lựa chọn ha. Thì thí dụ như người ở Mỹ thì người ta sẽ chọn cái ngôn ngữ tiếng Anh, có nhiều ngôn ngữ cho mình ha, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, rồi Trung Quốc gì, Nhật gì, cái gì cũng có ở trong này hết. Em biết đâu đây English nè các bạn. Thì khi đó nó sẽ tự động chuyển qua tiếng Anh cho người xem hiểu là cái video này nói gì ha các bạn. Nếu mà người Trung Quốc thì người ta sẽ chọn Trung Quốc. Đây vô subtitle, chọn auto translate, chọn China. Đây bạn, đó nó xuất hiện luôn, có tiếng Trung Quốc luôn, cho nên là bất cứ ngôn ngữ nào người ta cũng có thể vào xem được. Thì bằng cái cách này thì sẽ tiếp cận được rất là nhiều ngôn ngữ, nước nào cũng có thể xem được cái video của mình. Như vậy mình sẽ dễ dàng tiếp cận hơn với nhiều khách hàng, nhiều đối tượng khách hàng ha các bạn. Rồi bây giờ mình trở lại với cái video của mình đang sửa chữa ở đây. Nhấn refresh. Đây, nó đã xuất bản rồi nè các bạn. Đó, coi như là đã à, đây nó đã xuất bản cái subtitle rồi nha các bạn. Bây giờ mình thêm cái ngôn ngữ khác. Thì mình vào đây là add language. Mình chọn cái ngôn ngữ nào mà mình muốn add. Ví dụ mà mình chọn tiếng Anh đi. Lý do tại sao mình chọn tiếng Anh là tại vì tiếng Anh nó rất là thông dụng và nhiều nước sử dụng tiếng Anh. Rồi. Ngôn ngữ tiếng Anh ha. Add phụ đề nè bạn. Thêm phụ đề nè ha. Bạn cũng vào new subtitle luôn nè. Read new subtitle. Đây bạn, mình yêu cầu nhấn cái auto translate nha. Auto translate nè bạn. Đó, thì bạn thấy đó, ở trên đây là bản tiếng là ngôn ngữ tiếng Việt nha, và ở dưới nó tự động nó translate luôn, nó tự động nó dịch luôn nha các bạn. Từng câu bạn thấy là nó dịch hết tiếng Anh luôn rồi nha. Đó. Sau khi mà thao tác xong, nếu mà bạn biết tiếng Anh thì bạn dò lại, bạn điều chỉnh lại, còn nếu không biết tiếng Anh thì chịu thôi. Nhưng mà cái quan trọng á, cái đầu tiên á là khi mà các bạn làm ngôn ngữ tiếng Việt á, bạn nên làm chuẩn một tí nha. Thì khi tiếng Việt mà nó làm chuẩn rồi tiếng Anh nó cũng sẽ đỡ hơn đó các bạn. Chứ ban đầu mà các bạn để nó từ lưa rồi thì tiếng Anh nó cũng từ lưa theo luôn, thì đọc chẳng ai hiểu gì hết luôn đó nha các bạn. Rồi, tôi thấy ví dụ như là tiếng Anh nó đã chuẩn luôn hết rồi thì mình nhấn Public. Video này nó đã có hai cái phụ đề, một là tiếng Anh, hai là tiếng Việt.
bạn quay sang cái video bên ngoài xem nó đã xuất hiện như thế nào. Tải lại nha. Như vậy là nó đã tự tắt tiếng đi. Như vậy là nó đã tự động nó thêm cho mình cái phụ đề tiếng Anh luôn rồi. Rồi, nhưng mà có một điều là bây giờ á, phụ đề cũng là tiếng Anh rồi, nhưng mà cái tiêu đề của cái video này vẫn là tiếng Việt. Và cái mô tả cũng là tiếng Việt. Thế thì làm sao mà người nước ngoài người ta biết được cái video này để mà người ta tìm tới? Cho nên là mình phải vào để mà mình chỉnh lại cái tiêu đề nè, cũng như là cái mô tả, mình chuyển sang tiếng Anh luôn nha bạn. Rồi bây giờ mình trở vào kênh. Đây là tiếng Anh, ngôn ngữ tiếng Anh. Refresh lại cái subtitle đi. Nè, nó đã xuất bản cái subtitle rồi. Nhưng mà cái tiêu đề và cái mô tả này vẫn còn chưa được bổ sung nha bạn. Bạn vào bổ sung nè. Đó, thì bạn thấy cái tiêu đề ở đây nó là tiếng Việt đây. Bây giờ mình sẽ dịch qua tiếng Anh luôn. Dịch tiêu đề qua tiếng Anh luôn. Bạn copy cái dòng tiêu đề này, copy. Bạn ra ngoài bạn qua cái Google dịch, bạn nhờ Google dịch luôn. Ở đây nó ra tiếng Anh, mình chọn ở bên này là tiếng Anh ha, và mình chép luôn cái này qua. Chép. Dán vào trong cái tiêu đề luôn. Như vậy là mình có hai cái tiêu đề, một cái tiêu đề là tiếng Việt và một cái tiêu đề là tiếng Anh. Bây giờ tới cái phần mô tả. Ở đây cũng mô tả cũng toàn tiếng Việt thôi. Mình chép hết cái mô tả này. Mình nhờ Google dịch. Xóa cái này đi. Dán vào Google dịch. Bây giờ nó đã có cái ngôn ngữ tiếng Anh cho mình rồi. Chép hết cái ngôn ngữ tiếng Anh này. Đó, mình dán vào trong cái mô tả. Đó, như vậy là xong. Đó, rồi, xuất bản. Bây giờ mình qua xem cái video của mình đi. Tải lại. À, ở đây nó lại có thêm cái phụ đề tiếng Anh và đồng thời cái mô tả. Tắt cái này đi. Như vậy là trên cái video hiện tại nó đã có phụ đề là tiếng Anh. Cái thứ hai là phụ đề nó tiêu đề. Cái thứ hai là tiêu đề cũng đã chuyển qua tiếng Anh. Và mô tả cũng đã chuyển qua tiếng Anh rồi. Như vậy là khi mà người nước ngoài người ta dùng cái tìm kiếm thì người ta sẽ tìm được cái video của mình. Do có cái tiêu đề tiếng Anh nè, người ta sẽ vào xem cái video của mình và đồng thời nó có mô tả ở đây. Thì như vậy là mình sẽ tiếp cận được với các khách hàng tiếng Anh trên thế giới luôn ha các bạn. Đó, thì như vậy nếu mà các bạn muốn thêm 10 cái ngôn ngữ luôn cũng được. Các bạn cũng làm theo cái cách này. Đó, thì trên đây là cái chia sẻ của mình về cái subtitle. Mình thấy nó rất là đơn giản. Các bạn chịu khó một chút để làm cho cái video mình có phụ đề thì sẽ tiếp cận được với nhiều người xem hơn ha, và kiếm được nhiều tiền hơn ha. Chúc các bạn thành công nha. Mến chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu có gì thấy hay và có ích thì chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để nhận thông báo xem các video tiếp theo. Nếu quý vị có thông tin thì vui lòng để lại comment bên dưới, cô Hay sẽ tổng hợp và trả lời ý kiến cho các bạn. Kính chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. See you again!